nhà Kim Thành Thảo à, chiều nay là em rất là vui và hân hạnh được đón tiếp chị Ngọc ha. Chị ở Bình Dương, Bình Dương đi mưa gió qua đây qua ủng hộ Kim Thành Thảo nè. Chị lựa 6 bộ xi men quá trời đẹp luôn, đủ thương hiệu luôn. Bản này là bản 2 ly nha, lấp lánh luôn á. 6 bộ này đẹp ghê luôn. 6 bộ này là bao nhiêu nè? 6 bộ này của chị là 2 lượng rưỡi. Chờ lấp la lấp lánh luôn, ở bên em là xi men, là nguyên một cái thiên đường xi men luôn á, đủ ni tay á. Chị qua chị thấy ha, đeo đẹp là giới thiệu dùm tiệm em nha. À, quá trời sáng luôn. Rồi chị Ngọc, cảm ơn chị. Chị còn lựa thêm một sợi dây nữa nè, dây kim tiền, bản này là bản 1,5 phân ha quý khách ha. Trọng lượng sợi dây này là 2,6 lượng 1,7 nè. Móc máy dạng móc máy giác bào ha, giác bào với mũi xoàn cực kỳ đẹp luôn á. Khóa đây khóa hộp, đây là vàng công ty 610 nha quý khách, 610 quan phổ luôn. À, chị lựa thêm một đôi bông tai hoa mai tắm với móc máy luôn. Bông này là dạng một bậc nha. Đây chị còn lựa thêm hai cái dòng chất lượng luôn. Đây là vàng công ty 980, à, dòng trơn có khóa luôn ha. Trọng lượng mỗi dòng này là 5 chỉ nè. Đẹp quá. Em đeo cho nha. Dòng trơn đó em đeo chồng vô thôi, giờ đeo có khóa nó êm tay chị ha. Có kiếm đường không hay là anh chạy đi lên tới đây luôn? À, chị chạy theo Google. Rồi, theo Google lên tới đây luôn. Hello ơi, anh có dám không? Anh cao đang như vậy á. Đó, một tay đeo xi men, tay này đeo đẹp quá. Em đeo bông tay cho chị luôn nha. Bông tay thì mình đeo gọn thôi. Mình đừng nhiều khi đi đường, đợi nó có hiểm rồi nó cũng dễ nữa. Xinh quá, khách này nhẹ nhàng. Em có lắc kim tiền này nữa, nãy chị có coi không? Em có bộ luôn á, bán nguyên bộ luôn. Bên em á, là chị đeo á, mẫu á, sau này nè, mình muốn đổi mẫu á, đổi mẫu khác á, vàng đổi ngang bù tiền công thôi, không có bù chênh lệch vàng. Dạ em giới thiệu là tiệm em nằm ở địa chỉ là 209 Tân Hương ha, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi em xin kính mời quý khách đến ghé tiệm em sắm những trang sức đẹp nha. Rồi, rồi, đẹp quá chị nè, cho em xin quay cộng dây xíu ạ. Tổng quy một bộ nữ trang của chị Ngọc là 235.200.000 ha. Em gửi chị Ngọc hóa đơn, cảm ơn chị nhiều ạ. Tiệm em là chân quý luôn á, ở xa. Mời cái dân nữa không? Nữ rồi. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. À, tối hôm nay là Kim Thành Thảo có lọc clip của chị Lệ ha. À, chị cũng ở ngoài Tân Phú luôn nè. Hôm nay là đến ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo, là một đồ bộ hàng cao cấp siêu phẩm luôn nha quý khách nha. Rất là đẹp, thiệt sự luôn, cái bộ này nhìn nó sang. Đây, hôm nay chị chọn nè, một bộ gồm có vòng. Cái này là đá cao cấp hết nha, đá tu ba hai da phai màu, không phai màu, không trầy xước nè. Từng cái viên đá rất cái giác rất là đẹp và cái màu đỏ nó rất là tươi luôn nha. Hai tầng két ạ. Mẫu này có dòng, có nhẫn và mặt dây chuyền luôn nha quý khách nha. Sang cực kỳ nè. Nha, siêu phẩm nha. Cái màu nó như là cái màu đá ruby quý khách ơi. Mẫu này là nhà em có đủ màu luôn nha. Này. Hôm nay là chị chọn 3 món ha, có trọng lượng là 1 cây hơn. Quá xinh. Cái này chị Lệ có dây chưa? Có ạ. Dạ. Bỏ dây vô đeo mấy cái dây dắt lá đó. Vì công nghệ nhìn làm đẹp sáng lắm. Đây cho chị luôn ha. Em đây cho chị luôn. Sang ghê. Quá đẹp. Đeo những cái bộ như vậy nhìn nó sang này, đeo hoài được hoài. Cái này chị Lệ đeo món nào? Ok. Đó, cho em khoe cái này xíu đi. Trời ơi, nhìn thấy không, mượt mà gì đâu, đẹp quá, đẹp quá, sang luôn, sắc luôn nè. Còn cái mặt dây chuyền em bỏ hộp cho chị ha. Dạ, cái này đeo vô đây luôn ha. Trời, siêu phẩm, siêu phẩm. Ba món hàng hôm nay chị Lệ mua ủng hộ em có giá trị là 37.522.000 quý khách nha. Em bỏ hộp hết cho chị cái hộp quà đây nè, nó có chỗ cắm dòng với ấy hết luôn đó nha chị. Có đơn vậy không này. Nhìn chỉ sang quý khách ha, công nhận. Chắc hậu trẻ chắc đẹp lắm chị ha. Hậu trẻ, em nghĩ hậu trẻ chị đẹp lắm. Mỗi người có một nét nhưng mà em nghĩ là hậu trẻ chắc chị đẹp lắm. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, hẹn gặp lại chị ha.
chào quý khách tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Sáng nay là em có lọc ở quận 6 ha. Chị Hương qua Kim Thành Thảo em sắm một bộ nữ trang nha, đây thường ngày nè. Chị lựa một cái lắc bi xi hai màu nha, bi nhỏ. Trọng lượng cái lắc này là gần 1 chỉ ha. Một cái dòng full tấm luôn, full tấm điểm nhấn là những đường móng máy nè, đang xem những đường móng máy khúc khúc nè. Dòng này dòng đúc luôn nha quý khách, ngay khóa là khóa hộp nè. Khóa hộp hai khóa dự phòng hai bên luôn. Da thanh mảnh dễ thương nha chị. Sàn nhân tạo nha quý khách, đeo sáng cực kỳ luôn. Hai bên đây vành của dòng nè là móc mấy đều luôn ha, sáng ánh luôn á. Trọng lượng cái dòng này là 2 chỉ 3. Chị Hương ngồi lựa thêm một đôi bông tai, bông tai toàn ten nhẹ xuống nha, hộp mặt trai thì hai đường ống nhẹ nè. Cái vòng bộ này của chị là gần 15 chỉ ha. Em mượn tay chị Hương em đeo cho nha. Chị gái của em mà có biết đâu chị lấy cái tâm nữa. Và địa chỉ bên tiệm em là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Em xin kính mời quý khách ghé tiệm em để sắm những trang sức đẹp nha. Chị Hương, mấy cái hộp tắm nhỏ này em bảo hành hết cho chị ha. Đeo lâu rớt hộp hay cũ gì em làm lại cho chị. À, em mượn tay đi. Đeo bông tay luôn không? Bông tay luôn không? Tay chắc là dính mặt nhờ. Dạ, 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 dạ. Em gửi hóa đơn ha. Rồi, cảm ơn chị nhiều ạ. Chị bông bật này nè, đẩy lên nha chị, đẩy lên cho mình giật ra nó nhá, nó lỏng chút. Rồi em gửi, để em mở cái luôn cho. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Em chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. À. Dạ, cô Hương mình ở quận mấy cô yêu? Tân Bình. Quận Tân Bình hả? Cô Hương ở quận Tân Bình nha quý khách nha. Hôm nay là đến ủng hộ em một bộ hàng siêu phẩm luôn, hàng VIP đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Đây, hôm nay cô chọn cái bộ hộp trà. Và cái bộ hộp trà này nè, nhìn nó rất là thanh luôn nha. Này, cô là thuộc tiếp người đeo đơn giản thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Cô chọn bộ trà nè, một hộp hai tầng, két đẹp lắm. Vòng nè, nhẫn, mặt dây chuyền và bông tai cả bộ luôn nha quý anh chị, sang cực kỳ sang luôn, đẹp lắm luôn đó. Nhìn mà em cũng thấy mê đó mà. Là năm nay là đang hot cái bộ hộp mấy cái màu trà Pháp nè, đẹp ha, cả bộ xuất sắc luôn, quá đẹp. Cả bộ này hôm nay cô mua là 7 chỉ 3/8 nha, đó chỉ có 7 chỉ 3/8 thôi là quý khách đã có một bộ đeo đẹp rồi, từ vòng nè, nhẫn, mặt, bông tai, thiếu có sợi dây thôi. Có dây sẵn không cô? Không có mang. Dạ dạ, ở nhà có sợi dây sẵn phải không? Đó, đẹp lắm ha. Thay vì mà quý anh chị đeo cái nào cũng được, ví dụ dây cũng có, nhẫn cũng có, vòng cũng có, nhưng mà mình đeo cả bộ nè thì mình sẽ đẹp hơn và sang hơn ha. Đó. Dạ dạ, đẹp lắm. Nhìn gọn ha. Rồi, một chiếc nhẫn kim tiền may mắn ha. Hôm nay cô chọn chiếc nhẫn kim tiền cắt mấy đều hết luôn nha. Cái này là dạng đồng tiền đều hết luôn. Đó đẹp. Chiếc nhẫn này trọng lượng là 2 phân 1, dễ thương. Cỡ khoảng 1 triệu nè quý khách nè. Đó, mua tặng cũng được hay là mua mình đeo may mắn cũng được nữa. 1 triệu nè, tin chưa? Còn cái bộ hôm nay cô chọn này có giá trị là 28.500.000 nha. Xuất sắc luôn. Rồi cái này bỏ hộp hết cho cô yêu ha. Dạ. Đẹp quá. Ai chọn cho cô bộ nhìn xuất sắc quá chứ. Này, bỏ cho hết cho cô ha, vòng nhẫn nè. Bông tai nè. Chiếc nhẫn đeo không? Đeo, đeo may mắn đi. Đeo hơn là có tiền là ra ngoài con sắm vàng tiếp. Dạ đúng rồi. Dạ quen quá rồi. Cũng ví dụ mà cặn cặn Tết cô ra có lịch con tặng cho cô gì làm kỷ niệm lấy lọc nữa. Đây con gửi cô, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Sáng nay là chị Phương với anh Trọng ha qua Kim Thành Thảo em sắm nữ trang nha. Anh lựa một cái lắc với một cái nhẫn quá trời xuất sắc luôn quý khách nè. Đây anh lựa một nhẫn đại bàng, một cái lắc rồng nha, lắc hàng đào ba thẻ rồng nổi nè, mẫu 5D ha, đeo cực kỳ sáng luôn, nhiều kiểu móc máy nó đang xen nhau á, đeo nó sáng đều luôn của lắc nè. Đây, khóa này là khóa hộp luôn nha quý khách, một khóa này cực kỳ chắc luôn. Anh ơi anh mở là anh ấn cái này xuống nha. Đây ấn xuống đó, chắc chắn cực kỳ. Trọng lượng cái lắc này là 1,5 lượng hơn ha, quá trời đẹp luôn. Thêm một cái nhẫn đại bàng tung cánh nè. Đây, nhẫn đại bàng có chỉ lọc nữa nha, hai bên đây là có chỉ lọc nữa. Đại bàng là nổi lên ha, ở dưới là hàng vàng móc máy viền một đường tấm nhẹ nè, cực kỳ đẹp luôn. Trọng lượng cái nhẫn này là 3,9 chỉ nha. Em đeo lắc cho anh luôn ha.
Vàng bên em á là sau này anh đổi mẫu á là vàng đổi ngang bù tiền công thôi anh ha. Rồi đeo nhẫn cho anh luôn, đeo món nào? Rồi đeo món cho anh ha. Rồi. Quá trời đẹp luôn quý khách nè, sang trọng cực kỳ luôn. Nguyên một bộ này của anh là 67.139.000 ha. Em gửi hóa đơn. Rồi em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Em xin chào quý khách tiệm vàng Kim Thành Thảo. Sáng nay là chị Ngà, chị ở Tân Bình, chị qua Kim Thành Thảo em sắm một bộ nữ trang nha. Đây chị sắm, chị tặng cho cháu gái chị ở Hàn Quốc nha. Đó, quá chị cưng luôn. Một quả dây bi nè, dây bi liền mặt. À, dây bi có mặt nè, mặt sỏ thương hiệu nha. Tên người chị hát này theo tên hay là mình thích nè? Theo tên. Tên bé luôn hả? À? Tên Hà. À, rồi mặt chữ theo tên luôn, bên em là có đủ chữ cái luôn ha. Mặt chữ cái nè, cái nhẫn cũng vậy luôn. Đây là mẫu đúc hết nha. Chị lựa thêm một cái dòng bi. Đây dòng bi. Dòng bi lớn bi nhỏ nha. Trọng lượng nguyên bộ này của chị là 6 chỉ 2 phân 1 ha, là tầm 23.100.000. Nguyên một bộ nhẹ nhàng cân ghê chưa. Chị gửi cho cháu đi Hàn Quốc á. Ở bên đó chị rất có coi coi có biết Facebook bên em đúng không? Nó coi Facebook nó mới biểu chị mua. Dạ dạ. Dạ. Rồi em gửi chị ngàn hóa đơn ha. Em cảm ơn chị nhiều nha. Em gửi lời cảm ơn chị Hà luôn ha. Dạ. Vàng bên em á chị đeo á sau này á mình đổi mẫu á, chị gái gửi mẫu về mình đổi á là vàng đổi ngang bù tiền công thôi. Không có bù chênh lệch vàng chị ha. Em bỏ hóa đơn luôn cha. Dạ em cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị. Dạ. Em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. À, sáng nay chị Hạnh qua Kim Anh Thảo em sắm một bộ nữ trang cho em bé ha. Chị lựa một cái dòng mèo nè, đôi bông mèo với một thêm đôi bông Doraemon nữa. Bông Doraemon hãy cưng muốn quý khách nè, còn ten có một châu ha. Đây, màu xanh dễ thương chưa. Đây là mẫu đúc nha quý khách, em bé đeo nó bền chắc nữa. À, Doraemon với một dòng con mèo này em có nơ xanh, nơ đỏ nữa nha, nơ hồng nha. Nó chị cưng luôn á, bông dạng bông bật nè, đeo êm tay em bé lắm luôn. Chị Hạnh còn lựa thêm cho chị một đôi bông toàn ten hoa bi nha. Còn tên hoa bi mẫu ý nè, cực kỳ sáng luôn á. Mẫu này mà chị Hàm gửi lại xi trắng nữa, cực kỳ sáng luôn. Sau này mình đổi mẫu là vàng đổi ngang bù tiền công thôi. Rồi, em gửi tổng nguyên bộ này của chị Hạnh là 18.500.000 ha. Em gửi chị Hạnh hóa đơn nha, cảm ơn chị nhiều. Cái này để em để hộp cho chị ha. Chị em chỉ bông bọc này chị biết chưa. Đây, đẩy lên nha. Đẩy lên đi, chứ giật nó giật ra, giật ra nó. Bóp vô cho bé mà nó kêu vậy là nó vô. Mấy cái hộp tấm nhỏ này đem bảo hành hết nha chị Hạnh. Rồi em gửi luôn. Rồi em gửi chị. Cảm ơn chị nhiều à.